Từ tháng 10 năm 2016, Phương Thành đã cử các cán bộ cấp cao sang điều hành tại công ty cổ phần BOT Pháp Vân Cầu Rẽ là doanh nghiệp dự án với mục tiêu tập trung cao nhất, hoàn thành dự án đúng tiến độ. Công ty đã hoàn thành công tác quyết toán theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải. Bên cạnh đó, công ty phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và 4 quận huyện Hoàng Mai, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, công ty cũng đưa ra hàng loạt các đề xuất về kỹ thuật để nâng cao chất lượng của dự án, rút ngắn tiến độ công trình. Các cuộc họp định kỳ thường xuyên giữa ban quản lý dự án với các nhà thầu trong dự án được tổ chức để kiểm điểm tiến độ, chất lượng và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho toàn bộ dự án. Với 500 cán bộ công nhân viên, công ty cổ phần BOT Pháp Vân Cầu Rẽ có quyền tự hào về một tuyến đường cao tốc cửa ngõ phía nam của thủ đô Hà Nội do công ty quản lý luôn phong quang, sạch đẹp. Một đội ngũ công nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, trẻ trung, tươi tắn, có bản sắc văn hóa công ty, luôn thực hiện bốn luôn, bốn xin của ngành giao thông vận tải, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngôi nhà chung Phương Thành Chan Côn Xin phát triển ổn định, bền vững. Bây giờ chính thức là công ty Phương Thành chúng ta đã có nắm giữ được 82% trong cái công ty BOT Pháp Vân Cầu Rẽ, coi như đây là một công ty thành viên mà công ty Phương Thành đang nắm giữ với cái tỷ lệ vốn rất là cao, và công ty đang có cái chiến lược bàn đàm phán với Senco 1 để đổi cổ phần cho công ty Senco 1 BOT Cầu Bạch Đằng để cho công ty Phương Thành nắm giữ 100% cái cổ phần của công ty BOT Pháp Vân Cầu Rẽ để chúng ta chủ động hơn trong tất cả các lĩnh vực đầu tư, quản lý, khai thác và thu phí.